Kính chào bà con, cô bác, anh chị. Chào Bảo Trâm nha. Và chào các anh chị em trong nhóm Kinh Điệp Vision. Hôm nay Kim Nhi có một cái thông tin vô cùng quan trọng và tiết lộ cho bí mật này cho cái các anh chị mình còn nghe và hiểu được lòng dân, và cũng là một cái cảnh cáo cho cái lũ Ba Que, lũ Tân Thái Bên Chương và lũ các đài chống cộng khốn nạn mất dạy trên cái đất nước Mỹ và tất cả toàn thế giới. Ở đâu có bọn Ba Que chúng ở thì cho chúng biết. Và hôm nay á thì Kim Nhi cũng muốn gửi về ngày bác chủ tịch nước Trần Đại Quang đã qua đời. Vậy thì Kim Nhi xin bà con cô bác anh chị cho Kim Nhi dành một phút mật niệm đến chủ tịch nước Trần Đại Quang. Và sau đó thì Kim Nhi sẽ chia sẻ về vấn đề khốn nạn độc ác của bọn Ba Que, bọn Mỹ khùng, Mỹ điên, Mỹ ba trợn ở trên cái nước Mỹ này. Vâng. Và một nén hương lòng của người con xa xứ xin dâng lên bác, linh của bác Trần Đại Quang. Sự thật thì Kim Mi nghĩ là Kim Mi không có can đảm để mà chia sẻ về cái đau thương, cái mất mát mà chủ tịch nước đã ra đi. Kim Nhi cũng ráng cố gắng lắm, mạnh dạn lắm. Khi mà ngày hôm qua Kim Nhi vừa nhận được tin bác đã mất, đau, đau lắm các anh chị. Và khi Kim Nhi đọc được cái bài thơ của bác gửi cho các em thiếu nhi nhi đồng thì Kim Mi không cầm được nước mắt. Đọc một đoạn là Kim Mi khóc dữ lắm. Nhưng nếu như bác thì chắc bác cũng không có muốn Kim Mi khóc đâu. Kim Mi cũng biết, Kim Mi cũng có tìm hiểu về lý thuyết của Đảng Cộng sản. Mình ném đau thương để lấy sức mạnh, không để rơi nước mắt.
trước kẻ thù địch. Nhưng Kim My không thể nào mà đọc cái lá thơ vô cùng xúc động. Và Kim My cũng biết được bác từ thời bác làm công an. Và Kim My cũng với theo bác những lúc dù bác bận rộn với một cái lãnh tụ lãnh đạo của cả nước Việt Nam, nhưng bác lúc nào cũng đồng hành và chia sẻ cho những vị tôn giáo những ngày lễ trọng đại của họ. Và bác không bỏ những ngày nghỉ ngơi ra đó mà bác đi đến để viếng thăm và quà cáp và hỏi thăm tới đến các vị tu sĩ. Mặc dù Kim My biết Đảng Cộng sản không có chủ trương một tôn giáo nào cả, không có đứng bên tôn giáo nào cả, mà Đảng Cộng sản vì tổ quốc, vì bảo vệ đất nước, vì bảo vệ và lo cho dân, lo cho nước, đó là điều Đảng Cộng sản đã làm như vậy. Dù cho người không tôn giáo, người tôn giáo, bất cứ tôn giáo nào, Đảng vẫn tôn trọng và thương yêu họ như tất cả mọi người, đó là người dân Việt, thì không phân biệt, không có chia rẽ hay là xúc phạm đến những một tôn giáo nào cả. Nhưng mà Kim My biết được thì lúc nào mà về đạo Phật đó, thì họ có tứ trọng ơn, cho nên thời vua chúa của mình họ đã tìm đến, họ đã hơn 2.000 năm họ như nhập vào, họ song hành với đức các vị vua hùng của chúng ta, thì họ luôn luôn những vị thánh tăng, những vị cao tăng thì họ mới đủ có trình độ để họ nhìn thấy và họ nhận thức được Đảng Cộng sản là một đảng lo cho dân, lo cho nước. Đảng Cộng sản là một đảng hy sinh cho đồng bào, là đánh tan bọn xâm lăng cướp nước để giữ nền hòa bình độc lập cho tổ quốc, cho đồng bào. Và những vị cao tăng đó, bởi vì họ thấy như vậy mà họ luôn luôn theo Cộng sản, chứ Cộng sản không có theo một tôn giáo nào cả. Bởi vì những vị cao tăng họ biết được tứ trọng ân. Ân thứ nhất là ân đồng bào, ân thứ nhất là ân tổ quốc, ân thứ nhì là ân đồng bào và ân cha mẹ và ân thầy tổ. Thì những cái đó mà họ nhìn được Đảng Cộng sản là một cái đảng mà như là cha mẹ của mình lo cho con. Đó. Thì hôm nay ngày Kim My rất rất buồn, ngày trong nước của mình thì bác chủ tịch đã ra đi. Ngày đại tang, đó là một sự mất mát lớn lao của vị lãnh đạo chủ tịch nước của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhưng bởi vì sao hôm nay Kim My lên đây nói, là Kim My cũng có nói là Kim My không có muốn lên nói nữa, khi mà Kim My chưa xong công việc, mặt nạ chưa mở ra, khẩu trang không mở ra thì Kim My không nói. Nhưng các anh chị ơi, Kim My không thể ngưng trong cái ngày giờ phút này được, vì bọn Ba Que và bọn dân chủ cụi, bọn tàn ác vô nhân đạo, vô lương tâm, họ không ngừng, họ không ngừng một cái thủ đoạn nào. Khi đất nước chúng ta có một cái gì đó thì họ không bỏ một cơ hội nào để mà xuyên tạc bịa đặt, để mà chà đạp
để mà moi móc, để mà chụp mũ các vị lãnh đạo khác và các bác chính quyền khác, để họ chia rẽ đảng của ta và dân. Họ muốn tách rời dân và đảng ra, họ không muốn cho dân theo đảng. Nhưng các anh chị hãy nhìn kỹ, và các bạn ơi, các bạn hãy nhìn kỹ, bọn đê hèn bị ổi, bọn tàn ác quân xâm lược và bọn tay sai bán nước là kẻ thù địch của đảng. Vì đảng không cho họ bán nước, đảng không cho họ làm tay sai bán nước. Mà vì thế đó mà 40 mấy năm nay họ vẫn luôn luôn thù hận bằng mọi cách, xúi dục người dân và muốn tách rời người dân ra khỏi đảng, để họ xúi dục để tìm mọi cách để lật đổ cộng sản, để đem kẻ ngoại bang về, mắt xanh mũi lỏ về, để hại dân hại nước. Nhưng hôm nay á, cái mi rất là bức xúc, nhất là cái đài BBC tiếng Việt, lũ khốn nạn bọn bay. Rồi có một cái đài nữa các anh chị, ở đây thì cái mi thấy rất là nhiều, nó lên nó xuyên tạc, nó chửi, nó rủa, nó nói là bác Trần Đại Quang ra đi toàn dân cả dân rất là vui mừng. Nó nói vì lúc bác làm cảnh sát, rồi nó nguyền rủa cho cái mất của bác hôm nay là tại vì bác làm cảnh sát mà bác mất như vậy là trẻ. Thì bọn ngụy quân ngụy quyền, bọn mỹ giả, mỹ dởm, mỹ khùng, mỹ ba trợn, mỹ điên, mỹ hung tàn hả, bay vô đây mà bay nghe tao nói, bọn bay là cái lũ vong nô lưu vong, mà bọn bay cứ tìm cách để mà chửi rủa bác, moi móc bác chủ tịch nước. Bọn bay là cái loài quỷ dữ, một cái loài lang sói, một cái bọn lưu manh côn đồ, một cái bọn mà trên thế gian này là chỉ có bọn bay là độc ác nhất, độc miệng, độc mồm, độc ác nhất. Thì ta hỏi bọn bay lấy tên Mỹ làm gì mà bọn bay không học được cái văn minh, cái lịch sử của người Mỹ hả? Bọn bay nhìn đi, người Mỹ hôm nay họ biết nhận thức và họ biết căm phục và họ biết tôn trọng cái sự thật và cái lẽ phải. Họ biết được vì sao mà họ thua, họ biết được họ làm gì, họ tìm hiểu lý thuyết cộng sản, họ biết được cộng sản làm gì, thì họ rất là kính nể và tôn trọng. Và họ muốn cho con cháu họ hãy đọc sách hiểu biết về cái vị lãnh tụ chủ tịch Hồ Chí Minh. Mà còn bọn bay lấy tên Mỹ mà bọn bay không biết nhục hay sao? Bay là Mỹ gì? Mỹ khùng, Mỹ điên, Mỹ ba xạo, Mỹ ba trợn, Mỹ có bằng là Mỹ dởm, Mỹ láo khoét hả? Bọn bay có xứng đáng lấy tên người Mỹ hay không hả? Hả bọn, trời ơi Benny, Mỹ hả? Mày lấy tên Mỹ à? Mỹ gì vậy? Tất cả bọn ba que, ba trợn, ba xạo, bọn bay hãy nghe tao nói. Ta hỏi bọn bay, nếu đất nước nào cũng vậy, không có cảnh sát, không có công an, thì làm sao mà bảo vệ kẻ cướp, kẻ trộm, kẻ cắp và bảo vệ cho nhân dân hả? Mà bọn bay nói á, làm cảnh sát là ác. Vậy thì cái nước Mỹ, tất cả trên thế giới này, không lẽ họ làm cảnh sát là họ ác hết hay sao hả? Nhưng mà tao thấy
cảnh sát của Mỹ này họ mới là mất nhân tính, họ rất là độc ác. Giống như hồi tháng tháng 3 á, tháng 3 mà năm 2017 á, Kimmy đi trên đường, tình cờ Kimmy đi tới cái văn phòng để làm giấy tờ. Thì Kimmy cũng thấy cảnh sát á, một cái người này chắc có thể là anh ta là bị ngáo đá. Khi mà cảnh sát kêu anh ta làm cái vấn đề gì, anh ta không làm, anh ta dứt khoát không làm, chống lại cảnh sát. Thì Kimmy chính mắt nhìn thấy được, từ hồi đó tới bây giờ Kimmy ở bên nước Mỹ này, Kimmy chưa bao giờ nhìn tận mắt mà cảnh sát bắn người nào hết. Nhưng mà hôm đấy Kimmy thấy họ bắn cái anh đấy là ngáo đá, thì họ bắn 3 phát súng. Kimmy thấy rõ ràng đùng đùng, Kimmy nghe được 3 âm thanh như vậy mà anh ta ngã quỵ xuống chết liền tại chỗ. Còn cảnh sát á, ở bên nước Việt Nam của mình, khi mà cái người ngáo đá họ leo lên lầu, họ đi chỗ này họ đi chỗ kia, thì cảnh sát công an của chúng ta là ở dưới á, lấy đồ giống như là dăng ra những cái gì đó, Kimmy thấy họ dăng ra để mà cứu cho bằng được cái người ngáo đá đó xuống, như là họ dăng như là cái võng hay là miếng lưới miếng gì đó, để cho cái khi mà cái người đó nó ở trên cái lầu đó, nó có ngã nó có té xuống, nó đu cục điện, nó đu lòng đèn, nó bị ngáo đá, nó không biết gì hết. Thì tại sao những người ngáo đá bên Mỹ này lại bị cảnh sát Mỹ nó bắn như vậy? Tại sao nó không cứu như Việt Nam đi? Mà hôm nay bọn bay nói là cảnh sát Việt Nam ác, cho nên bắt mất như vậy. Thì tao hỏi bọn bay, vậy thì những em bé ở bên Mỹ này, khi mới sanh ra vừa chết, khi sanh ra được 4-5 tháng bị ung thư máu, vậy thì các em bé này vừa trong bụng mẹ lọt ra, vậy nó làm cái tội gì mà nó chết sớm hả? Mà bác Trần Đại Quang chủ tịch nước, bác cũng đã qua tuổi thọ rồi hả? Rồi bọn bay nhìn hết đi, quy luật của cuộc đời, mỗi con người có một cái nghiệp lực của nhau, và cái mạng sống của tất cả mọi người không ai giống ai cả. Tùy theo cái quy luật của cuộc đời này. Vậy chứ ông cha bọn bay không bị chết sao? Nhưng mà những người, tại sao những người mới mười mấy tuổi nó chết? Tại sao những người mới sanh ra nuôi tới 5-3 tuổi nó cũng chết? Tất cả trên cuộc đời thế gian này tuổi nào nó cũng chết. Vậy thì những em 13, 14, 12, 5, 7 tuổi nó làm việc gì ác mà nó chết sớm hả? Đó là quy luật của cuộc đời, đó là khoa học người ta đã nói rồi. Không ai chống lại được cái quy luật, cái sanh và cái tử. Phải có sanh là phải có tử. Mà mỗi cái nghiệp của con người, biết đâu bác, cái tuổi thọ của bác có thể là 50, 40, 40 mấy, bác mất. Nhưng mà biết đâu, khi bác sống, bác bảo vệ nhân dân, đồng bào, bác làm những việc tốt, thì hôm nay nó tăng lên tuổi thọ bác, cho đến khi bác cũng lã thọ, bác mới bị mất. Đó là những cái điều mà bọn bay không suy nghĩ, là vì bọn bay quá thù, quá ghét Cộng sản. Vì Cộng sản không có làm gì nên tội cả, mà Cộng sản chỉ có bảo vệ nhân dân, đạo bảo vệ quê hương đất tổ, thay thế các vị vua hùng để giữ cho cái đất nước Việt Nam, để cho có nền độc lập, tự do, tự chủ. Thì bọn bay á, không chịu, mà bọn bay thù, bọn bay ghét. Đảng Cộng sản không thể nào đứng im để cho bọn bay đi cấu kết mà bán nước được, bọn bay biết chưa? Bọn bay tối ngày cứ chê, cứ nói là Cộng sản thế này thế kia. Đó là do cái miệng của bay. Hôm nay á, bay vô lương tâm, bay vô nhân đạo, bay quá vô cảm. Bay á, là cái đoạn, bay là cái bọn á, lưu vong, vô cảm, vô thần là bọn bay đó. Bọn bay có biết chưa? Một người vì dân vì nước lo như vậy, mà khi á người ta ra đi á, thì bọn bay rất là độc ác, bọn bay xuyên tạc, rồi bọn bay dựng chuyện lên, rồi bọn bay moi móc những cái chứng bệnh, bọn bay nguyền rủa, rồi bọn bay á, chụp mũ cho bác Trọng, rồi bọn bay chụp mũ cho tất cả các vị
mà lãnh đạo chính quyền của đảng Cộng sản, bọn bay chụp mũ để cái ý là rất là đê hèn, bọn bay muốn xúi dục nội bộ chính quyền phải thanh trừ lẫn nhau, phải là hiểu lầm lẫn nhau. Đó là một cái mưu hèn kế bẩn của bọn lưu vong. Thì bọn bay nên nhớ kỹ, bọn lưu vong của bọn bay mãi mãi không bao giờ thực hiện được cái mưu hèn kế bẩn của bọn bay đâu. Bọn bay dơ giấy lắm, bọn bay biết không? Rồi còn nè, tao nói tới thằng Nguyễn Duy Tân. Mày là thằng Nguyễn Duy Tân á, mày có ăn có học, mày mới được lên làm linh mục. Nhưng mà tao nói cho mày nghe, tao trả lời cho mày, mày nguyền rủa bác, mày nói là vụ án của Hồ Duy Hải bác không lo, bác không làm, cho nên á là bác như vậy á, là mày nghĩ rằng là cho nên bác mới bị mất. Nhưng mà tao nói cho mày nghe nè, tôi hỏi các bọn ba que và tôi hỏi luôn của con mẹ Loan, là con mẹ má của thằng Hồ Duy Hải. Vậy thì tôi xin hỏi bà, khi con bà bị vấn đề gì, khi bà muốn cái gì, bà phải tự làm đơn, tự xin với đảng các cấp chính quyền, và bà phải nể mặt cái vị mà chủ tịch nước và những các cấp chính quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhưng mà bà không làm như vậy, bà qua mặt cả dân tộc Việt Nam, bà không coi chính quyền đảng Cộng sản ra cái gì hết. Người bà đi cầu cứu là bà cầu cứu kẻ ngoại bang, bà cầu cứu thằng Nguyễn Duy Tân, rồi bà cầu cứu con Thảo gì đó, con Teresa Thảo, rồi bà cầu cứu, bà kêu á Liên Hiệp Quốc. Vậy thì tao nói cho mày nghe nè Nguyễn Duy Tân, vậy thì hãy chờ Liên Hiệp Quốc tới mà xử cái vụ án của con bà đi, mày hiểu chưa? Bây giờ tao hỏi mày, mày tất cả mọi người, thí dụ bước đến chùa không nể mặt tăng thì cũng phải nể mặt Phật, bước tới nhà thờ không nể các vị linh mục thì cũng phải nể Chúa Giêsu, phải không? Ở trong nhà thì mày cũng phải nể ông bà cha mẹ tổ tiên, phải không? Ở trong sở làm thì mày cũng phải nể cái người cấp trên, người manager của mày, sếp cấp trên của mày, phải không? Nước có luật nước, gia có gia huy. Thì tại sao những cái đó bà không biết, bà không nể, bà không coi một cái vị vua của mình là như thế nào hết, mà bà ta không nể, bà ta tìm cách để đi kêu Liên Hiệp Quốc, kêu những cái vị vua chúa của nước khác tới đây để xử vua chúa của nước mình. Đó là một kẻ phản thần, hiểu chưa? Thì bây giờ hãy chờ Liên Hiệp Quốc mà xử đi. Các bác chính quyền không, bay đã kêu rồi, bay đã kêu ngoại bang rồi, thì để ngoại bang nó vô nó xử cho gia đình mày đi. Tại sao ngu ngốc như vậy hả? Tại sao mình ở cái đất nước của mình thì mình phải nể chứ, mình phải nể các bác chính quyền nước của mình chứ hả? Tại sao mày bà đi kêu thằng Nguyễn Duy Tân? Vì tôi hỏi bà, nếu như trong nhà bà cha mẹ của bà không nghe không, bà không thưa đến cái việc gì với cha mẹ bà chưa xử, thì bà đã đi ra ngoài bà cấu kết với tất cả mọi người ở ngoài, người dân ở ngoài đường. Vậy thì cha mẹ bà có tức không hả? Cha mẹ bà có chửi bà là đồ con bất hiếu hay không, đồ con nghịch tử hả? Tại sao á mà không để cho cha mẹ mình để mà xử mình, mà mình đi phản bội, mình đi
đi ra ngoài với những cái người mà không có dòng họ, không có bà con gì hết hả? Mà như vậy mà còn giờ này ở đó chửi bác chủ tịch nước hả? Đến khi mà bác đã mất thì bọn bay lôi ra bọn bay chửi hả? Vậy thì bọn bay có đúng hay không? Người dân bọn bay có tuân theo cái luật pháp và kính trọng và tôn trọng các cấp chính quyền địa phương? Bác bay có tôn, bọn bay có tôn trọng chưa? Bọn bay coi người ta không ra gì, bọn bay đi kêu kẻ mà lúc nào cũng muốn bước vào Việt Nam để xâm chiếm, để lật đổ, để phá rối, thì bọn bay muốn những người đó xía vào những cái việc mà nội bộ của Việt Nam hả? Thì bọn bay đi kêu đi à, để chờ đi, chờ cái bọn mắt xanh mũi đỏ đó nó tới nó xử cho, nghe Nguyễn Duy Tân hả? Để cho nó xử đi, chứ bây giờ các bác các cấp chính quyền của Việt Nam nó không có biết xử. Bọn bay đi kêu người ta rồi thì để cho người ta họ xử đi, thì chờ đợi đi, chờ đợi coi chừng nào họ tới họ xử thì họ xử cho. Chứ bây giờ các bác cấp các chính quyền, cái vụ án của Hồ Duy Hải các bác không có biết xử nữa, bị bọn bay đi kêu rồi, đi kêu người ta thì để cho người ta xử đi. Hỡi cái lũ mất dạy, hỡi cái lũ lưu manh, cái lũ côn đồ ác bá, bọn bay luôn luôn là như vậy. Thì bọn bay xây qua, bọn bay chửi, bọn bay nói là độc tài này kia kia nọ. Bọn bay nên nhớ kỹ, nếu như cha mẹ trong gia đình đi, nếu mà bay không thương cha mẹ bay thì cha mẹ bay cũng chả thương bay hả? Giống như tất cả bạn bè của Kim My mà thương Kim My thì Kim My thương lại, mà nếu mà Kim My ghét họ thì họ cũng ghét thôi. Thì ở đời sống á, mày hãy nể người ta thì người ta mới nể mày, mày phải thương người ta thì người ta mới thương mình hả? Tự nhiên hả, nguyên cả cái đất nước Việt Nam vậy đó mà bọn bay không bao giờ bọn bay coi ra cái gì hết á. Bọn bay lúc nào cũng cầm cờ Mỹ, cũng kêu Mỹ vào thì kêu đi, kêu cho nó xử đi. Mà hôm nay á còn vô đây chửi mắng nữa hả, còn đem cái chết của bác ra để mổ xẻ, để mà kêu riêu, để chửi. Cũng như nó nói là đảng bây giờ á, nó đang phanh phui cái chứng bệnh của bác, nó muốn biết là cái chứng bệnh gì để cho rõ, để mà nó mổ xẻ, để mà nó chửi, để mà nó nguyền rủa. Nhưng mà tao nói cho bọn bay biết, bọn bay là cái lũ dâm nô, cái lũ vô tổ quốc, cái lũ vô thần, cái lũ tàn nhẫn, cái lũ vô lương tâm. Bọn bay không có quyền gì mà bọn bay muốn biết được bất cứ một cái tin gì nội bộ của đảng cộng sản. Và bọn bay cũng không có biết được là bệnh hoạn gì cả, mà bọn bay chỉ ngồi đó nghe đi, nghe người ta đưa ra cái gì, chứ bọn bay không có quyền hạn gì mà chọ cái mổ chó súc sinh súc vật về để mà moi móc chứng bệnh của bác ra. Bọn bay biết chưa? Mà bọn bay nè, Mỹ khùng, Mỹ đen, Mỹ dởm, Mỹ thần kinh, Mỹ bệnh hoạn, những cái thằng sống ở trên nước Mỹ này mà không biết luật Mỹ. Tao nói cho bọn bay nghe, nếu như luật Mỹ á, khi nào họ muốn công bố ra cái chuyện gì của họ, riêng tư của họ, bệnh hoạn hay là bất cứ một vấn đề gì, họ muốn trả lời với báo chí, họ muốn nói ra là tự động họ nói ra nha. Còn bác sĩ hay là bất cứ cái gì, không được đưa cái gì riêng tư, bệnh hoạn quá khứ hay là bất cứ cái gì của người ta, người ta không có đưa ra. Mà cái người đó, dù cho là một tổng thống hay là bất cứ người dân, một người dân bình thường như tôi cũng vậy đó, mà tất cả nhân dân trong nước đều biết bác đã có chứng bệnh lạ mà bọn bay không tin. Bọn bay nói là nói láo, bọn bay phải tìm hả? Bọn bay tìm bay moi bay móc, bay nói là đọc này đọc kia đọc đó, bay không có tin những cái gì người ta đưa ra. Bọn bay tin không tin là cái việc của bay,
Bay hiểu không? Bay cứ tìm môi ra, bay cứ đặt chuyện, bay dựng chuyện, bay xuyên tạc là cái chuyện của bay. Ha? Miễn sao trong lòng dân dân và tất cả các chính quyền lãnh đạo cùng chung trong đảng Cộng sản, người ta biết là đủ rồi. Còn bọn bay á, là cái đồ lưu vong, cái đồ thua cuộc, cái bọn ông cha của bọn bay đó, là cái bọn tàn ác, xúi dục bọn bay. Cho nên á, bọn bay á, mãi mãi không bao giờ bọn bay ưa Cộng sản, thì bọn bay không bao giờ có một cái nhìn tốt về Cộng sản cả. Đó. Rồi ta hỏi bọn bay, bọn bay tự nhiên bọn bay đưa lên những cái tung tin, bọn bay nói lên, bọn bay đặt ra, bọn bay không có tìm hiểu mà bọn bay cứ nói làm. Bọn bay cho là Cộng sản là cái gì đó, bọn bay cho là Cộng sản là cái người gì ở đâu đó, từ hành tinh nào tới, hay là Cộng sản làm những cái việc gì mà nó không phải con người thường làm. Rồi bọn bay tân hô lên là bọn bay xúi dục người dân làm Cộng sản ác này kia kia nọ. Ủa, Cộng sản đâu phải trên trời rơi xuống, đâu phải từ hành tinh nào tới đâu. Cộng sản từ nhân dân mà ra. Mà cái lý thuyết Cộng sản á, là bọn bay nên nhớ kỹ, tìm hiểu Cộng sản đi. Cộng sản là gì? Người Cộng sản là không cho kẻ ngoại bang, kẻ xâm lăng, kẻ tay sai đến cướp nước. Và Cộng sản muốn cho dân dân ấm no mà phải chia sẻ với nhau, và không cho tất cả mọi người xâm lược đến áp bức, làm bóc lột, làm nó không cho nó tới để bắt người con dân của nước Việt làm nô lệ cho họ, mà không cho. Đó là một Cộng sản rất đơn giản thôi, mà người Cộng sản phải có công bằng cho xã hội. Cộng sản là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là độc lập tự do, là cho đồng bào và dân dân cơm no áo ấm. Và Cộng sản là một cái lý thuyết công bằng trên xã hội cho loài người. Vì thế mà khi Cộng sản ra đời thì những bọn tư bản nó không áp bức những cái dân tộc nhỏ bé nghèo nàn, nó không ăn hiếp được, nó không bóc lột được, nó không bắt làm nô lệ cho nó được, nó không bắt những cái nước đó bao nhiêu tài nguyên đi ăn cướp của người ta. Nó ngồi nó để cho những cái nước nghèo nhỏ nó đi tới để nó áp bức người ta, nó bắt người ta làm nô lệ cho nó để nó lấy tài nguyên của người ta. Nó ngồi trên đầu, nó cởi cổ ha, những người nước nhỏ bé và những người không, nó đi ăn hiếp như vậy. Thì lúc đó nó mới chống lại Cộng sản, nó mới tiêu diệt Cộng sản. Cộng sản chỉ có đơn giản thế thôi. Hả? Mà bọn bay nói rằng lý thuyết Marx là Cộng sản là một đảng cướp. Cướp cái gì? Tư bản mới là bọn cướp. Khi đến mà Cộng sản ra đời để cứu dân, cứu nước thì nó muốn tiêu diệt. Phải đúng không? Hả? Thì đảng Cộng sản ra đời là muốn chống lại bọn tư bản, không cho bọn tư bản áp bức dân dân nghèo, không cho tư bản mà bước tới xâm lược chiếm tài nguyên của nước đó và bắt người dân, bóc lột người dân làm nô lệ. Khi nó không còn làm, nó không bắt người dân làm nô lệ, nó không đi cướp nước người ta được nữa, thì nó muốn chi tiêu diệt Cộng sản. Còn bọn tay sai bán nước thì hô hào bợ đích nịnh bợ nó, bán nước đi theo nó, thì trở ngược lại coi Cộng sản là một cái người ác, người độc tài này kia nọ. Đảng Cộng sản là phải có trách nhiệm giữ gìn đất nước, bảo vệ đồng bào, yêu thương mà tất cả mọi người
trên cái lãnh thổ Việt Nam, không cho bất cứ một kẻ nào áp bức, bắt làm nô lệ, bắt làm tình dục cho bọn chúng. Bọn bay hiểu chưa? Hả? Mà bọn bay cứ xúi dục ở trong nước, họ không có hiểu, họ không có hiểu cộng sản, họ cứ theo cái miệng của bọn bay, họ không có biết cái cộng sản là gì hết á. Bọn bay có hiểu cộng sản là gì đâu. Hả? Mà bọn bay nói cộng sản không đồng ý cho đất nước nào mắt xanh mũi lỏ tới đất nước Việt Nam làm chủ, làm tổng thống, nắm đầu người Việt Nam. Mà cộng sản chỉ muốn người Việt Nam làm vua Việt Nam, làm tổng thống Việt Nam, làm lãnh tụ của Việt Nam, không để cho mắt xanh mũi lỏ bước tới làm nô lệ, làm chủ của ông bà tổ tiên ta. Bọn bay biết chưa? Bọn khốn nạn, bọn tàn ác. Bọn bay cứ chửi đi. Dạ, ok. Dạ, Kim My cũng xin tiết lộ cái vụ này cho cô bác anh chị nghe. Thì vừa qua đó, thì Kim My có nghe là cái em họ của Kim My đó là đưa cái thông tin bí mật này cho Kim My đó. Và cũng đồng thời hôm nay Kim My đưa cái thông tin này ra để cho cái lũ chó đẻ ba que và cái lũ khốn nạn chó đẻ tận cùng cọc độc ác nhất mà cấu kết với bọn ba que và cái bọn mà dân chủ cụ trong nước, là cái bọn á, cái bọn ba que Mỹ Dỗm, Mỹ Ba Trợn, Mỹ Ba Xạo, Mỹ Lưu Manh, Mỹ Tâm Địa Độc Ác, Mỹ Lòng Lan Dạ Sói, bọn vong nô vô tổ quốc, bọn lục thân bất nhận, bọn bán nước cầu vinh, bọn cẩu nô tài của đế quốc Mỹ và của thực dân Pháp. Bọn cẩu, bọn bay hãy nghe đây. Nó lúc nào cũng muốn sát hại đồng bào, bán nước cho ngoại bang, lúc nào cũng muốn bắt dân tộc Việt Nam làm nô lệ. Đã bị đảng cộng sản, đảng con hồng cháo lạc của các vị vua hùng đánh lớp lớp đu càng, lớp tuột quần bỏ chạy không biết nhục. Vậy mà 43 năm nay rồi mà còn ngông cuồng hoang tưởng muốn xúi dục bọn chủ, mà dân chủ cụi, bọn xì ke ma tí, bọn bệnh hoạn, bọn biến làm, bọn tối ngày rình rập muốn moi móc mà dòm ngay cái chính phủ để mà ngồi không, mà muốn chính phủ nuôi, là một cái bọn mà nó xúi dục để cho người dân là phải nhìn vào chính phủ, bắt chính phủ phải nuôi nó, phải cho nó ăn. Hả? Vậy thì bọn bay không nhớ ngày xưa đó có ai nuôi bọn bay không? Có nuôi ai ông, có ai nuôi mà cái thời mà 45 cho đến khi mà giải phóng đó, mà cái thời chế độ Việt Nam Cộng Hòa, nó có nuôi bọn bay không? Bay có rình rập được cái túi tiền của bọn nó không? Mỹ cho nó bao nhiêu thì bọn nó chia ra bọn nó ăn. Rồi bọn nó đi sát hại đồng bào, nó bắt đồng bào, nó moi gan mổ ruột, chứ nó có cho đồng bào ăn đâu. Mà ngày hôm nay một bọn dân ngu trong nước muốn lật đổ cộng sản. Nè, tao báo cáo cho bọn bay biết nha. Tao báo cáo cho bọn bay biết nè. Hiện nay á, cả nước đang phẫn nộ bọn bay đó. Bọn độc ác, bay cứ tiếp tục kết oan, gây thù đi rồi bay sẽ thấy. Họ đã có kế hoạch, họ bàn với nhau, họ tàn phá những ngôi mộ của ông cha ba que, của bọn ngụy quân ngụy quyền, của bọn bay đó, để trả thù cái tội mà bọn bay á, chửi bác Hồ và đảng,
và chia rẽ tình đoàn kết dân tộc ba miền. Nếu bọn bay không ngưng lại những việc quá khứ thì họ sẽ đập nát của cái tên, cái mộ của cái tên Ngô Đình Diệm. Một khi mà người dân họ đã phẫn nộ lên rồi thì họ sẽ hành động, chính quyền cũng không ngăn nổi họ đâu. Có bắt họ ở tù họ cũng không sợ. Tao đã nghe ha, đảng có ngăn chặn cũng không kịp đâu. Để coi bọn bay á, mặc quần áo ngụy mỗi năm đi cầu kinh nhé, và xúi dục bọn ngụy tàn phế lợi dụng họ để chọc và gợi là khơi lại cái quá khứ, muốn khiêu chiến với người dân ở trong nước hả. Họ đã nhẫn nhịn, họ đã nuốt nổi đau mà đồng bào của họ bị lóc da xẻo thịt, môi gan môi tim bất giết, bị bắt bị bắn bị giết với một cách tàn ác vô nhân đạo. Họ đã cố gắng mà xóa bỏ đi cái hận thù đó, nhưng mà bọn bay cứ gieo nỗi hận đó, bọn bay cứ gơ khơi lại ngay trước mắt của họ, thì bọn bay đừng trách nhé. Lúc đó về Việt Nam mà moi móc xác của ông cha bọn bay mà đem qua Mỹ hết đi, rồi kêu gọi Liên Hiệp Quốc nhé. Đảng Cộng sản cứu cũng không kịp đâu. Một khi họ quá phẫn nộ thì họ không sợ tù tội gì đâu. Bọn bay biết chưa? Mà bọn bay không biết lòng dân như thế nào, mà bọn bay cứ xúi dục, bọn bay chửi hả? Thì cái Mi á, khi mà cái Mi nghe được cái tin này, họ lên một cái kế hoạch như vậy, thì cái Mi rất là buồn. Khi cái Mi nghe được, cái Mi rất là vui và cái Mi rất là tự hào. Người dân vẫn còn trong lòng, vẫn còn vì bác và vì đảng. Họ luôn luôn, người dân họ luôn luôn hướng về bác và tin tưởng và yêu thương, đùm bọc, chia sẻ với đảng Cộng sản. Thì cái Mi đó là cái Mi rất là vui, rất là mừng được cái lòng người dân á, họ không bao giờ phản bội đó. Thì cái nhưng mà cái Mi buồn là bởi vì cái Mi lo sợ họ hành động như vậy là không có được, vì nước Việt Nam phải có cái luật, mình không có thể nào đi đập, đi phá mộ của người ta được, đó là phạm luật thì sẽ bị ở tù. Thì cái Mi cố gắng khuyên dữ lắm, rồi cái Mi nói nếu mà máy bay á, mà không có ngừng lại á, thì tao sẽ báo với công an để canh chừng bọn bay, là không cho bọn bay á, là đi đập phá mộ, tao sẽ báo cáo lên. Thì nó hỏi cái Mi á, là tại sao mà cô á, lại không có đồng ý về cái cách làm như vậy, là vì cái nhóm của các cháu đây á là quá phẫn nộ, quá bức xúc, mà cái bọn ngụy quân ngụy quyền này, cái bọn mà live stream xúi dục trên mạng đó, thì bọn nó ở nước ngoài thì các cháu không biết làm gì, các cháu đâu có đi tới nước ngoài để đánh để đập họ được, không có cái gì để làm được hết. Thì bây giờ chỉ có lên cái nghĩa trang mà đập, mà bàn, mà phá mộ của ông cha nó để trả thù lại những cái lời mà nó chửi, nó xúc phạm đến bác và đảng. Tại sao làm không được? Tại sao tôi cản ra?
Thì tôi mới nói cho nó nghe là các cháu nên nhớ kỹ, các cháu làm việc gì mà có lợi cho đảng thì các cháu làm. Các cháu làm như vậy đó thì cái thứ nhất là bọn ngụy quân ngụy quyền, bọn vong nô này, bọn cẩu tật này, nó sẽ đi thưa gửi, nó nói là đảng cộng sản xúi dục các cháu đó. Đó là một cái lời mà nó có cơ hội nó vu khống cho đảng. Thì cái bọn mắt xanh mũi lõ này, nó đâu có bao giờ ưa cái nước Việt Nam của mình, nó đâu bao giờ nó ưa cộng sản. Thì nó phải nhờ cái dịp đó nó sẽ tấn công đảng của mình. Thì mặc dù các cháu á, làm như vậy thì nước có luật nước, đập mộ là bao ở tù bao nhiêu lâu. Thì khi mà các cháu làm như vậy đó thì đảng á, mà xử tội các cháu đi ở tù thì các cháu biết á, các cháu hãy nên tìm hiểu cái lý thuyết của cộng sản và cái đạo đức và cái tư cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Có tội dù cho bất cứ người nào cũng vậy, dù cho con của chủ tịch hay là chủ tịch cũng vậy, có tội cũng đồng như dân. Thì họ đem ra các cháu họ bỏ tù. Thì hỏi các cháu á, các cháu là những người yêu nước như vậy mà các cháu bị đi tù, thì cái nỗi đau á, xé gan xé ruột, thì làm sao mà đảng cộng sản chịu nổi? Các cháu biết không, các cháu làm như vậy á, khi các cháu ngồi trong tù thì ở đây các bác, các cấp chính quyền địa phương họ đau dữ lắm, các cháu biết không? Lương tâm của họ đau đớn vô cùng vì phải bỏ tù một người mà yêu nước như các cháu. Thì đảng cộng sản á, họ không thể nào cứu các cháu được, vì luật là có luật, mà cứu các cháu thì cứu không được. Thì các cháu nghĩ đi, họ đau đến đổi cỡ nào, họ đau thấu ruột tận xương tận tủy vì bỏ tù các cháu. Các cháu thấy không? Mà còn xảy ra đó, các nước mà nó dòm ngó tới đất nước Việt Nam của mình, nó không có tốt bụng rồi, lúc nào nó cũng muốn rình rập để nó xâm chiếm, nó xâm lăng, nó lật đổ cộng sản. Thì bọn nó đánh vào đảng ta, nó để cho đảng ta một cái áp bức rất là nặng nề. Thì các cháu hãy suy nghĩ lại, đừng nên làm như vậy. Nhưng mà các cháu á, có thấy những cái bọn nào mà nó mặc đồ ngụy đó thì các cháu cứ đập nó thì đập đi, nhưng mà đừng có lên nghĩa trang và đừng có đập phá mộ của thằng Ngô Đình Diệm đó. Các cháu làm như vậy đó thì các cháu sẽ bị ở tù mà đảng lại đau đớn, thì các cháu thấy như thế nào? Làm sao ai cứu các cháu đây hả? Các cháu có biết không, đảng cộng sản lúc nào cũng thương dân như con, mà các cháu làm như vậy á, có người cha người mẹ nào mà đem con mình nhốt trong tù vì cái tội yêu nước hay không? Các cháu nên suy nghĩ lại. Đó, thì bây giờ các cháu cứ thấy nó đem cái lá cờ ba sọc, các cháu canh nó đi, nó có đi đòi xuống đường, nó quậy phá gì đó thì các cháu cứ đập cho nó chết mẹ nó đi. Nhưng mà đừng có đập tới mồ mả trả thù ông cha nó đâu. Mà cái My cũng nói luôn cho các cháu biết, thật ra thì bọn nó cũng chả có thương nghĩa trang nghĩa địa gì của cái bọn ông cha nó đâu, mà nó cũng chả có thương gì tới thằng Ngô Đình Diệm đâu. Nhưng vì nó muốn xúi giục, nó muốn chọt phá, nó ăn không được thì nó phá cho hôi. Nó nắm cái chính quyền không được, nó bị thua, nó tuột quần tuột áo, nó chạy, nó muốn trả thù thôi, chứ nó chả có thương gì ai đâu. Bản thân nó còn không thương nữa thì nó thương ai? Đó, à, các cháu thấy đi. Cho nên á, đừng có làm những cái việc đó. Thì tôi cũng cố gắng để mà khuyên cái nhóm này rồi, thì họ cũng nghe lời tôi, họ nói à chắc họ không có đập phá, nhưng mà từ đây trở lên á, họ cũng canh để coi mà à, những cái người trong nước đó họ làm được cái gì mà họ à, xúc phạm tới Bác Hồ thì họ sẽ dạy cho một bài học đó. Nhưng mà à, cái My á à, thấy đó, như vậy thì cái My thấy là cái lòng dân họ rất là thương đảng và bác, thì cái My rất là vui mừng đó. Thì cái My cũng giải thích cho nghe rõ ràng đó. Cái My nói là các cháu đừng nên làm như vậy, làm như vậy
hại cho bản thân các cháu mà hại luôn cho đảng. Đảng đứng đó nhìn một đàn con của mình đau khổ lắm các cháu, không bắt các cháu bỏ vô tù thì đâu có được. Cái luật đã ra thì đảng Cộng sản là rất công bằng. Đó, cho nên á, các cháu làm như vậy là không có được. Đó, thì tôi cũng cố gắng nói. Đó, thì nó nói là ok, vậy thì nó cũng suy nghĩ kỹ lại. Và tôi cũng có nó nhắc nhở nó rằng, tôi nói các cháu á, hãy tìm mà đọc những cuốn sách và tìm học cái đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh đi, đặng mà biết khôn ngoan, thông minh, trí tuệ để biết cách đối dân xử thế như thế nào. Đó, cũng như cái My đây, cái My á là một con người mà đã xa quê hương rồi, nhưng mà lúc nào cũng áp dụng những cái tư cách và cái đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh để sống, lấy đó làm một cái kim chỉ nam cho trong đời sống của Kim My hiện tại. Đó, cho nên thôi bây giờ mà Kim My có một lời với một tấm lòng thành tâm tha thiết. Khi Kim My đọc được cái lá thơ của bác Chủ tịch Trần Đại Quang thì Kim My rất xúc động, rất là Kim My khóc rất nhiều lắm. Thì sẵn dịp hôm nay Kim My nói lên với tấm lòng thành thật tha thiết thành tâm đến bác Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Bác hãy yên tâm, bác ra đi thanh thản, và bác cháu cầu nguyện bác sẽ về một cõi cực lạc, rồi bác an nghỉ thì bác không còn khổ tâm khổ sức mà lo lắng cho cả dân tộc nước Việt Nam. Giờ bác hãy tạm nghỉ, bác không còn lo nữa. Ngày đêm bác lo cho dân cho nước thì bị kẻ thù địch, bị bọn phản động trong nước và bọn dân chủ cội nguyền rủa bác, và lúc nào họ cũng nói xấu. Thôi giờ đây cho họ nói một thời gian này nữa đi, thì bác cũng là khỏe rồi, không còn bận biểu việc nước, việc dân nữa. Bác đã tới giờ nghỉ ngơi rồi, bác cũng đã giải thoát hết những cái gì trong cái cuộc sống đời người, quy luật của con người này rồi. Bác an tâm, bác đừng lo lắng gì. Những con dân như chúng cháu đây đời đời luôn luôn nhớ đến công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và nhớ đến và học theo cái đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và con cháu của chúng cháu đời đời trung thành với dân tộc Việt Nam của chúng con. Bác cứ yên tâm mà ra đi cho thảnh thơi đi. Bác à, con nhớ có đoạn bác nói là các em thiếu nhi nhi đồng hãy lo học tập tốt và làm những việc tốt. Và bác nói rất là nhiều trong đó. Cháu nhớ, bác ơi, dù cho con của cháu đây là sanh ở Mỹ này, nhưng mà con của cháu lúc nào cũng là thiếu nhi nhi đồng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng Cộng sản, không bao giờ quên đó. Và như chúng con đây đã là người con dân nước Việt, đã là tìm hiểu và học thấu hiểu được Đảng Cộng sản, thì dù cho con đây
không thể nào phản bội, cũng không thể nào ai mua chuộc nổi được tấm lòng của chúng con. Như con đây, con còn nhớ lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, mình là con người, mình phải đứng cho nó vững, và mình phải như cây bách, cây tùng, không có phải như cây lao, cây sậy, mà nó ngã đâu mình ngã đấy. Cho nên con xin thề với bác rằng con mãi mãi và con cháu của con mãi mãi đứng vững, đứng mạnh như cây bách, như cây tùng, mưa không ngã, gió bão không xô ngã được cây bách, cây tùng. Thì dù cho con ở bất cứ ở nước nào, con đang học văn hóa nước nào và hội nhập những cái văn hóa nước nào, thì chúng con đây xin gửi đến một lời chân thành với bác. Bác đừng lo lắng, bọn con mãi mãi là con cháu của bác Hồ, làm theo lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và chúng con đây mãi mãi đứng vững như cái bách, cây tùng. Dù cho có mưa, có bão bùng, có nắng mưa sương gió cách mấy, kẻ thù địch nào, bọn con cũng đứng vững, không để cho kẻ thù địch nào phá ngã được bọn con. Chúng con không bao giờ bị kẻ thù địch xô ngã được. Cho nên con mãi mãi là người con dân nước Việt. Con nhớ về nguồn cội của con. Con biết con là ai. Con biết con cháu của con là ai. Cho nên bác đừng bận tâm, bác đừng lo lắng. Những người dân như chúng con ở đây còn nhiều lắm bác ơi. Bác yên tâm, thanh thản ra đi đi. Trong một cõi bình yên, con cầu bác được yên tâm. Rồi con mãi mãi là không bao giờ, lòng của con trước sau như một, mãi mãi không bao giờ quên ơn Đảng Cộng sản và quên ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và các bạn, Kimmy cũng xin chia sẻ cho các bạn và các bà con anh chị, như bạn Kimmy có nói với Kimmy rằng, ủa tại sao cha mẹ mày sanh mày ra mà mày lại không có thương cha mẹ mày, mà mày tối ngày cứ đi theo là thương Đảng, thương bác. Thì Kimmy xin trả lời cho bạn ấy rằng, Kimmy biết thân ta đây là tinh hoa máu huyết của cha mẹ ta tạo ra ta. Nhưng người chỉ nuôi ta, nhưng mà người cha mẹ của ta không phải là một vị thầy tổ của ta, không thể nào dạy cho ta được cái đạo đức, mà cũng không thể nào dạy cho ta mà ơn tổ quốc, ơn đồng bào như thế nào thì ta không hiểu được. Thì cái sự mà dạy dỗ này là người mẹ của Kimmy có một phần nhỏ để mà tiếp dạy cho Kimmy, để mà có một cái duyên để đi gặp được một vị thánh tăng. Và tiếp đó là vị thánh tăng này đưa Kimmy đến tìm hiểu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì đấy là ơn của mẹ Kimmy cũng thương, nhưng mà ơn đồng bào, ơn tổ quốc, và làm cho Kimmy có một cái kim chỉ nam. Khi đi qua sống bên nước bạn thì Kimmy là một người công dân tốt, một người công dân giỏi. Thì đó là công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và công ơn của Đảng Cộng sản Việt Nam, và công ơn của vị thánh tăng. Thì tại sao Kimmy không thể nào quên cái ơn này được? Nếu không có Đảng, không có bác, không có vị thánh tăng, thì ngày hôm nay Kimmy không biết ngồi cuộn của Kimmy không biết là ai. Thì các anh chị nên nhớ kỹ đi, nếu như không có Đảng, không có bác, thì ai là người bảo vệ bờ cõi yên cho ta đi chơi, đi kiếm tiền, đi làm ăn, vân vân và vân vân trên cái lãnh thổ của mình. Bao nhiêu người đổ xương máu ra mà hôm nay được độc lập tự do, thì tại sao ta lại vong ơn, tại sao ta lại theo, nghe lời theo kẻ độc ác,
Tại sao ta lại nghe lời theo kẻ lầm lan dạ sói? Tại sao ta nghe lời kẻ bán nước cầu vinh kia? Tại sao ta nghe lời những cái bọn cẩu tật xúi dục đi? Hả? Bọn nó đã cướp công của cộng sản mà bọn nó còn xúi dục ta phản lại cộng sản. Đó là một cái mà làm con người mà ta không biết hiểu thì ta vong ơn phụ nghĩa. Như vậy thì không thể nào mà ta tha thứ cho ta được. Đó, dù cho mẹ cha sanh ta ra, nhưng mà không có thầy tổ, không có ai đưa ta đến những cái lý thuyết của cộng sản hay là những cái lý thuyết về các vị thánh tăng dạy, thì ta có thành một công dân tốt hay không? Ta có biết thế nào là bảo vệ tổ quốc không? Ta có biết được là ai là cái người mà đuổi tan bọn xâm lăng cướp nước, đánh tan bè lũ tay sai không? Tại sao ta không nhớ? Nó rõ ràng như vậy mà tại sao ta không thấy? Luôn cả bản thân Kim My đây, tuy là người con lai, nhưng mà được sống trong vòng tay của đảng cộng sản và cụ bộ đội của cụ Hồ đã nuôi sống Kim My lên đến ngày hôm nay. Đó là một, tại sao ta mang một cái trọng ơn lớn lao như vậy, mà tại sao bạn của tôi bắt tôi phải bỏ đảng cộng sản, bắt tôi phải tách ra không thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh là như thế nào? Tôi không thể nào làm kẻ vong ơn, tôi không thể nào làm những kẻ mà bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa được. Thế thì suốt cả cuộc đời tôi, từ đây cho đến ngày tôi chết, mẹ con tôi vẫn mãi mãi đứng vững như cây bách, cây tùng. Nếu đảng cộng sản có một cái thế lực nào hay là đảng cộng sản bị mất, tôi cũng thà chết theo đảng cộng sản. Đó là tấm lòng thành thật của tôi. Và tôi cũng không bao giờ ai chia rẽ, lay chuyển được lòng mà trung thành và cái chữ nhân và chữ hiếu mà bắt tôi phải phản bội lại đảng, phản bội lại Chủ tịch Hồ Chí Minh thì không bao giờ được. Đời đời kiếp kiếp, dù sanh ra bất cứ ở nơi nào, tôi đây mãi mãi là người dân của đảng cộng sản. Dù cho người cộng sản không thương tôi, bỏ tôi, nhưng tôi vẫn theo cộng sản. Thì bọn thù địch bay đừng bao giờ chia rẽ tao. Tại vì nó có gửi cho Kim My á, mấy cái mà nó chửi Kim My. Nó nói là bọn thù địch này nó chia rẽ Kim My với đảng cộng sản. Nó nói những cái lời mà nó chia rẽ dữ lắm. Nó nói là bố Kim My là Mỹ. Rồi nó nói là đảng cộng sản đã từng làm máy bay gì đó. Rồi nó nói là con lai coi không ra gì, xin lỗi bọn bay. Nếu cộng sản như bọn bay nói, để chia rẽ tao ra khỏi đảng cộng sản, mà bọn bay nói tao binh vực cộng sản, thì bọn bay nhầm rồi. Vì tao đã chứng kiến, tao đã thấy cộng sản làm gì, tao đã tìm hiểu hết. Chính bản thân mẹ con tao đây cũng là cộng sản nuôi đây. Bọn bay không hiểu thì bọn bay đừng có chia rẽ. Cộng sản không bao giờ hại đến những đứa con lai nào cả. Mà cộng sản còn bắt buộc Tổng thống Mỹ phải rước những đứa con lai về để dạy dỗ cho nó ăn học. Bọn bay biết chưa? Nhưng khi rước qua tới Mỹ này thì con lai dạy cũng không nổi. Họ, đó là một cái mà họ làm không có tròn cái trách nhiệm mà những cái đứa con lai này là vì họ đã tạo ra. Khi mà mấy đứa con lai này nó đã lớn rồi, làm sao mà dạy nổi? Đó, thì bọn bay đừng bao giờ chia rẽ, đừng chia rẽ tao, đừng xúi dục tao. Tao còn sống ngày nào bọn bay xuyên tạc bịa đặt dựng chuyện cộng sản, tao vẫn lên đây nói mỗi ngày, bọn bay biết chưa? Rồi cũng như nó còn
Nó còn nói những cái cách mà rất là độc ác để cho Kim My siêu lòng đi, đừng lên đây nói nữa. Nhưng mà bọn bay nên nhớ kỹ, dù cho bọn bay có một cái gì đó mà mua chuộc tao, thì bọn bay cũng không có mua thể nổi được cái lòng trung thành của tao đối với bác và đảng đâu. Tao nói cho bay biết, vì á, tao đã tìm hiểu rồi, tao đã biết rồi, từ khi tao còn nhỏ là tao đã hiểu đảng cộng sản như thế nào rồi. Thì bọn bay có xúi dục, có chia rẽ, có nói cách mấy hả, tao cũng sừng sững đứng giữa trời như cái bách cây tùng, bọn bay biết chưa? Lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi trong tim tao, mãi mãi trong đầu tao, mãi mãi trong óc tao, mãi mãi trong gan tao và con của tao. Bọn bay không thể nào chia được đâu, bọn bay không thể nào xúi dục được đâu, bọn bay biết chưa? Bọn bay hãy dừng lại đi, nghe, bọn ba que, bọn độc ác, bọn bay tối ngày cứ là xúi dục những cái đám dân ngu thôi, bọn bay biết chưa? Nhưng mà ở trong nước hiện nay cũng còn người như tao nhiều lắm đó, bọn bay chưa biết đâu, chỉ có một số mà nó không chịu đi làm, rồi nó ngồi đó nó dòm ngó, nó rình rập, nó kêu cộng sản nuôi nó. À, tại sao nó có tay có chân, nó không biết đi tìm những cái việc gì nó làm hả? Giống như tao tới nước Mỹ này cũng vậy, tao làm 3-4 công việc, 3-4 chốt tao mới có tiền, tao mới lo đời sống cho tao, chứ đâu có thằng Mỹ thằng Tây nào nuôi tao hả? Mà bọn bay cứ tối ngày cứ kêu là cộng sản phải nuôi. Tại sao vậy? Tại sao bay không biết đi làm để kiếm ăn? Bay chửi khi mà dân nghèo á, những cái bọn bay không đi làm, bọn bay nghèo thì bọn bay chửi cộng sản. Vậy có một cái người họ giàu đó, vậy giàu gì có chửi cộng sản không? Hả? Nghèo cũng chửi. Hả? Rồi bây giờ bay chửi đi, rồi lúc nào đó bay có cái vận may gì tới đó, bay giàu có, bay làm ăn á, bay kinh doanh được, bay giàu có. Vậy thì lúc đó bay có còn chửi cộng sản không? Hả? Hả? Bọn dân chủ cụ trong nước mà bọn bay cứ tối ngày cấu kết với cái bọn mà tụt quần áo chạy này mấy chục năm nay. Còn á, bọn bay á, hãy lo liệu cho bản thân bọn bay đi, bọn bay đừng có xúi dục người dân. Bọn bay không nhìn thấy cuộc đời của bọn bay, ông cha của bọn bay hả, dẫn bọn bay đi qua đây, từ ông cha của bọn bay cho tới bọn bay, đó là một cái quả báo của bọn bay mà bọn bay không bao giờ nhìn thấy mà bọn bay xúi dục nè. Như bọn bay nè, vợ của bọn bay đó thì bị á, mễ với Tây với Mỹ á, nó chơi. Con của bọn bay á thì bị nó sai, nó xài, nó khiến. Tiền bạc của bọn bay đi làm á thì chính phủ Mỹ nó bắt mày phải cấp dưỡng để mà nuôi con bọn bay. Nhưng mà nó nuôi con bọn bay á, thì con vợ nó đâu có nuôi con, mà con vợ bọn bay nó nuôi trai. Nó bỏ tiền cho mấy thằng Tây, mấy thằng Mỹ chơi nó. Đó là một cái quả báo của bọn bay đó, bọn bay biết nhục chưa? Các anh chị biết không, ba que bên này vợ nó bỏ, nó ngoại tình, nó đi lấy người ta. Mà các anh chị biết không, mà mấy cái thằng ba que này á, nó cũng mưu mô xảo quyệt lắm các anh chị. Nó khi mà chính phủ bắt nó nuôi con nó đó, cái nó tức lắm, nó không muốn nuôi. Cái nó nghĩ cái công việc mà ở trong cái hãng mà làm mà chính thức đó, cái nó đi ra mấy cái cộng đồng mà người Việt á, nó moi móc tới đó làm để lấy tiền mặt. Thì khi mà nó lấy tiền mặt á thì là chính phủ đâu có biết nó có tiền, thì chính phủ nói nó là homeless rồi, nó đâu có tiền đâu mà trừ nó nuôi con. Thì chính phủ Mỹ họ cũng khôn lắm, họ cũng đâu có bao giờ mà họ cũng cho người theo dõi nó, thì họ biết được á là nó làm lấy tiền mặt. Thì các anh chị biết không, mà khi cái người như vậy á thì nó có tiền mặt, nó đâu có bỏ vô nhà băng được, cho nên á nó bỏ tiền mặt trong nhà với trong xe. Trong cái xe nó lái đi làm mỗi ngày, nó bỏ trong đó đó. Thì các anh chị biết không, cảnh sát Mỹ nó họ cũng khôn lắm, họ theo dõi, họ chặn nó lại, họ bắt
họ lấy tiền của nó hết luôn. Thấy chưa? Khi mà trốn tránh không muốn nuôi con của mình thì cũng không qua khỏi được cặp mắt của cảnh sát và của chính phủ Mỹ. Họ còng lại, họ đem vô tù, rồi họ lục lạo xe nhà cửa, họ hốt tiền nó ra hết, họ lấy tiền nó ra hết. Nó không bỏ vô nhà băng thì họ cũng biết là nó bỏ vô xe với trong nhà chứ đâu. Mỹ nó đâu có khùng, Mỹ đâu có ngu, phải không? Cho nên nó xét trong cái xe, nó còng hai cái tay lại, nó xét trong xe, nó xét trong nhà, xong rồi nó lấy tiền hết, đem vô tịch thâu hết. Thì sao? Mày không cho con mày ăn thì luật pháp của Mỹ, Mỹ nó cũng lấy tiền của mày. Mày phạm luật Mỹ, mày trốn tránh, mày đi làm tiền mặt thì mày cũng từ chết cho tới bị thương. Vì tức á, ganh tị là vợ mình đang sống với người ta, không muốn đưa tiền nuôi con, vì được tiền nuôi con nó nuôi trai. Đấy là một cái quả báo của bọn con cháu ba que mà không biết nhục. Đồ đê hèn, đồ ác ôn, bọn bay càng làm những việc ác, càng nói những việc ác thì bọn bay nhận lãnh hậu quả, là bọn bay vợ con gia đình bay tan nát như thế. Như thế đó, con cháu thì đi hút xì ke, vợ thì đi lấy người ta, vợ để người ta chơi, con để người ta xài, người ta khiến. Còn bọn bay làm bao nhiêu tiền bị nhà nước lấy hết, bị bắt, bị nhốt, bỏ trong tù. Sao? Hả? Vừa chưa hả bọn ba que? Rồi lường gạt đủ thứ. Thôi Kim My có bao nhiêu lời chia sẻ hôm nay, vậy Kim My xin tạm dừng bài nói hôm nay. Xin chào Bảo Trâm và chào tất cả các anh chị trong nhóm Việt Vision, và chào tất cả các bạn trong nước và ngoài nước, và chào luôn cả bà con cô bác anh chị lắng nghe. Và Kim My là thành thật rất là cảm ơn những anh chị mà lúc nào cũng là ủng hộ Kim My. Kim My biết hết á, Kim My hiểu hết. Mong một ngày Kim My sẽ về Việt Nam, Kim My sẽ gặp các anh chị ủng hộ Kim My. Kim My là người cộng sản mà học theo từ lý thuyết của cộng sản chứ không phải là người cộng sản. Kim My đã học được cái tư cách đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì Kim My sống làm sao mà cho xứng đáng. Mà cái khi mà Kim My đã học thì các anh chị hãy chờ đợi đi, Kim My sẽ gặp các anh chị để thăm hỏi tới các anh chị, để với tấm lòng thành thật tỏ tấm lòng và cảm ơn các anh chị đã với theo Kim My những clip vừa qua và luôn luôn ủng hộ Kim My. Kim My sẽ không bao giờ quên các anh chị ở tại quê nhà đâu, nghe các anh chị. Thôi Kim My xin chào, tạm biệt.